Ngày 30 tháng 12, một đoạn video chưa từng được công bố, đăng trên trang web của Điện Kremlin nhân kỷ niệm 20 năm của ông Putin trở thành Tổng thống Nga. Đoạn video ghi cảnh ông Putin bơi cùng hai chú cá heo ở Cuba. Theo văn phòng báo chí, đoạn video được ghi lại ở khu resort Varadero của Cuba hồi tháng 12 năm 2000. Trong chuyến thăm chính thức của ông Putin tới Cuba, đoạn video bơi cùng cá heo nằm trong số hơn 600 bức ảnh và video dài hơn 2 tiếng đồng hồ, được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin để kỷ niệm 20 năm ông Putin trở thành Tổng thống Nga. Trang web còn hứa hẹn sẽ đăng tải những bức ảnh và video thú vị và sống động nhất trong những năm qua, trong đó có nhiều hình ảnh chưa từng được công bố. Ông Putin trở thành Tổng thống Nga ngày 31 tháng 12 năm 1999, khi Tổng thống Boris Yeltsin tuyên bố từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời chỉ định ông Putin khi đó là Thủ tướng Nga làm người kế nhiệm. Ông Putin đã làm Tổng thống hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến 2008 và có một nhiệm kỳ làm Thủ tướng từ năm 2008 đến năm 2012, trước khi tái đắc cử Tổng thống thêm một lần nữa. Năm 2018, ông Putin tiếp tục tái đắc cử Tổng thống lần thứ tư với nhiệm kỳ 6 năm.